Chương 1. Ok Rồi. chưa sếp? Chương 1. Dũng cảm mở lời, dám nói mới biết cách nói. Những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội, cho dù là trong cuộc sống hay trong công việc, đều có thể cảm thấy mình nói chuyện không khéo và luôn sợ mình nói sẽ nói sai. Do đó không dám chủ động nói chuyện với người khác, để sự e ngại và nỗi lo lắng gây áp lực cho chính mình, khiến bản thân bỏ lỡ nhiều việc tốt và mất đi cơ hội thăng tiến. Thực tế, không ai sinh ra đã khéo ăn khéo nói. Những người khéo nói cũng phải trải qua rèn luyện mới thành. Chỉ cần nỗ lực học tập, bạn cũng sẽ trở thành người tuyệt vời như vậy. Khéo ăn nói do rèn luyện mà nên. Ăn nói khéo léo là chìa khóa mở ra cánh cửa giao tiếp giữa người với người, giúp bạn có thể đến gần với thế giới của người khác. Hãy nhìn những người thành công trong giao tiếp xã hội, trong công việc hay trong tình yêu, họ luôn có thể nói lên được suy nghĩ của mình, khiến người khác vui vẻ chấp nhận những suy nghĩ đó. Những người có tài ăn nói ra lời nào cũng đều khiến người khác phải chú ý đến. Thế nhưng, tài ăn nói không tự nhiên mà có, kể cả đối với các chuyên gia hùng biện. Không phải trong trường hợp nào những lời họ nói ra cũng đều được tán dương. Tài ăn nói của họ cũng chỉ có được sau quá trình rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm. Nói chuyện cũng giống như các kỹ năng khác, cũng cần không ngừng học tập, tích lũy kiến thức. Những người có tài ăn nói cũng phải rút kinh nghiệm trong từng lần giao tiếp, không ngừng nâng cao khả năng của bản thân thông qua cách quan sát người khác nói chuyện. Nói chuyện là để người khác hiểu về bạn, từ đó giành được sự tin tưởng từ họ. Nếu bạn cho rằng đối phương không hiểu mình nên không nói chuyện với họ, như vậy là bạn chưa hiểu được công dụng của giao tiếp. Các phát thanh viên, người dẫn chương trình đều là các chuyên gia sử dụng ngôn ngữ. Thế nhưng đa phần họ đều cho rằng mình không có khiếu ăn nói từ nhỏ. Vậy tại sao họ vẫn thành công nhờ vào tài ăn nói của mình? Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là vì họ tự nhận thấy mình nói năng không tốt nên luôn cố gắng để nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tổng thống Lincoln vĩ đại trong lịch sử nước Mỹ trước khi bước vào con đường chính trị thường bị mọi người chê cười vì tật nói lắp. Thế nhưng kể từ sau khi cố gắng trở thành một luật sư, dần dần ông đã hiểu ra tầm quan trọng của tài ăn nói. Từ đó, mỗi ngày ông đều kiên trì luyện nói trước gương hoặc bên bờ biển. Trải qua quá trình luyện tập vất vả, cuối cùng Lincoln đã thành công. Không chỉ trở thành một luật sư tài giỏi, một nhà hùng biện, Lincoln còn tham gia chính trường và trở thành vị tổng thống đáng nhớ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Từ câu chuyện của Lincoln, chúng ta rút ra được một điều: tài ăn nói không phải do trời sinh. Việc rèn luyện có thể biến một người nói năng lắp bắp thành một nhà hùng biện. Muốn nói chuyện hay thì cần phải rèn luyện, cần chủ động nói chuyện với mọi người. Bạn sẽ có được kinh nghiệm trong quá trình giao tiếp, rèn luyện để nắm được nghệ thuật trò chuyện. Đây là một quá trình học tập không thể bỏ qua. Khi xã hội phát triển, môi trường thay đổi, nội dung các cuộc trò chuyện của người cũng có những thay đổi. Do đó, để ăn nói khéo léo, mỗi người cần thường xuyên luyện tập, không được tự mãn, càng không thể bằng lòng với những gì mình có. Đặc biệt là những người trẻ tuổi cần phải sớm rèn luyện tài ăn nói cho mình, bởi khéo ăn khéo nói sẽ giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với mọi người xung quanh và có lợi cho chính sự nghiệp của bạn. Hillary Clinton được nhận định là một trong những ứng viên tổng thống Mỹ có tài ăn nói nhất, mặc dù chưa có duyên với chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng, nhưng bà đã được tổng thống đắc cử lựa chọn giữ chức ngoại trưởng. Năm 13 tuổi, Hillary được thầy giáo đưa đi nghe buổi diễn thuyết của Martin Luther King. Sự nhiệt tình của Martin Luther King dường như đã lan tỏa tới tâm hồn bà, và sau khi được thầy giáo giới thiệu, bà đã được bắt tay với nhà hoạt động dân quyền này. Từ đó, Hillary đã thành người hâm mộ của Martin. Bà cũng đã nhận ra ý nghĩa vô cùng to lớn của công việc diễn thuyết. Hillary đã hạ quyết tâm trở thành một chính khách với tài hùng biện xuất sắc.
Vậy làm thế nào để có tài hùng biện? Sau khi suy nghĩ kỹ, Hirari ý thức được rằng khả năng hùng biện xuất phát từ thực tế, giống như việc chỉ có ra chiến trận mới biết cách đánh trận, chỉ có trải qua thực tế nhiều thì mới có thể có được tài ăn nói hơn người. Trong lớp học, Hirari tích cực tham gia các buổi thảo luận với giáo viên và các bạn học. Bà luôn suy nghĩ và tìm ra các đề tài hay để tất cả mọi người cùng tranh luận. Ngoài ra, bà còn tập hợp những bạn học có cùng sở thích, thành lập một câu lạc bộ chuyên tổ chức các buổi thảo luận về mọi đề tài, từ việc quốc gia đại sự đến cuộc sống thường ngày, từ chủ đề khoa học kỹ thuật đến văn hóa, nghệ thuật. Chính từ những buổi tranh luận đó, tài ăn nói của Hirari đã được nâng cao rõ rệt. Học từ những người học giỏi, học từ những người giỏi hơn mình là cách tiến bộ nhanh nhất. Sau mỗi buổi học, Hirari thường tới văn phòng giáo viên để học hỏi thêm. Nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, bà đã được tiếp xúc với rất nhiều quan niệm tư tưởng mới. Các thầy giáo cũng đồng thời giới thiệu cho bà biết không ít những cuốn sách hay, yêu cầu bà đọc và thảo luận về những cuốn sách đó. Hirari đã không ngừng hoàn thành yêu cầu đọc sách, mà còn tích cực suy nghĩ, nêu ra những vấn đề mình không hiểu để thảo luận cùng các thầy. Sau nhiều năm trong một chuyến công du, khi nghĩ về thầy giáo cũ, bà đã nói, đó là người thầy đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Sau mỗi buổi thảo luận, thầy đều giao cho tôi một nhiệm vụ mới, với hy vọng lần sau sẽ tiếp tục tranh luận về nó. Mỗi buổi thảo luận không chỉ giúp tôi nâng cao nhận thức, mà khả năng ăn nói của tôi cũng tiến bộ rất nhanh. Tài ăn nói giúp người ta thành công. Tài ăn nói của Hirari đã khiến cuộc sống của bà trở nên tuyệt vời. Không chỉ là một nghị sĩ quốc hội giúp chồng mình là ông Clinton đắc cử tổng thống 2 lần, mà bản thân bà cũng trở thành ngoại trưởng Mỹ. Từ đó có thể thấy, chỉ cần vượt qua khó khăn, kiên trì nỗ lực học tập, thì con người nhất định sẽ thành công. Do đó, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội được rèn luyện khả năng giao tiếp, nói chuyện trước đám đông. Khi tham gia vào một tập thể, một tổ chức hoặc cuộc họp nào đó, bạn đừng nên chỉ ngồi một chỗ quan sát, mà hãy tích cực hòa nhập, chủ động giao lưu với mọi người, tranh thủ hoặc cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói. Ví dụ, chủ động giúp đỡ mọi người giải quyết công việc, đặc biệt là những việc như thuyết phục, tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người. Hãy thể hiện như một người dẫn chương trình năng động. Như vậy, bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những người có tài ăn nói và có thể học tập những kỹ năng giao tiếp từ họ. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ có thể đảm nhận được nhiệm vụ của một người phát ngôn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng có thể tự tìm kiếm cơ hội được nói chuyện. Sam Levinson không chỉ là một ngôi sao truyền hình mà còn là một nhà diễn thuyết danh tiếng có tầm ảnh hưởng tại Mỹ. Khi còn là một giáo viên trung học ở New York, ông rất thích được nói chuyện, được bày tỏ ý kiến về cuộc sống, công việc với người thân, đồng nghiệp và học sinh. Thật bất ngờ là những ý kiến của ông luôn được mọi người đón nhận. Không lâu sau, ông được mời tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết. Sau đó, Sam Levinson đã trở thành người dẫn dắt nhiều chương trình phát thanh. Cuối cùng, ông quyết định bước chân vào thế giới giải trí. Từ đó, có thể thấy không có hoạt động nào lại không cần đến lời nói. Từ thương mại, xã giao, chính trị, thậm chí là sản xuất đều không thể thiếu lời nói. Cơ hội luyện tập càng nhiều thì cơ hội nâng cao cũng nhiều. Tất cả mọi thứ đều có thể trở thành đối tượng và đề tài cho các cuộc nói chuyện. Chỉ có không ngừng rèn luyện thì bạn mới biết bản thân mình có thể tiến bộ đến đâu. Cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói, thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện sự xuất sắc trong lĩnh vực này. Hãy nói như Lý Dương. Mỗi người đều có tâm lý e ngại khi nói chuyện. Khi phải nói chuyện trước đám đông người, thì cho dù là những người thành đạt cũng có phần e ngại. Có câu nói, người sống vì mặt, cây sống vì vỏ. Cái được gọi là sống vì mặt ám chỉ con người ta luôn quan tâm tới hình tượng của mình trong lòng người khác.
luôn hy vọng người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, lo sợ, do lo sợ bị mất thể diện, bị người khác chỉ trích. Nên trong một số tình huống giao tiếp hoặc khi phải gặp gỡ đông người, con người ta sẽ nảy sinh tâm lý e ngại, ngượng ngùng, kể cả những người thành đạt cũng không tránh khỏi điều này. Lý Dương, người sáng lập chương trình Rari Alice, từ nhỏ là người sống khép kín, sợ nói chuyện, ngay cả nghe điện thoại cũng không dám. Vậy mà từ một người chưa bao giờ được học hành đến nơi đến chốn, đã từng thi trượt môn tiếng Anh, nhờ kiên trì rèn luyện, sau này Lý Dương đã trở thành phát thanh viên Anh ngữ nổi tiếng. Người này Lý Dương, người dẫn chương trình song ngữ Anh Trung, một thầy giáo khẩu ngữ chuyên gia phiên dịch và hùng biện tiếng Anh. Ông đã được mời tới hơn 200 thành phố để truyền đạt kinh nghiệm học tiếng Anh. Khoảng gần 20 triệu người trên toàn Trung Quốc đã từng được nghe ông giảng. Lý Dương cũng được mời tới giảng dạy tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ, truyền đạt phương pháp Courage English và Courage Channel. Ông cũng đã trở thành nhân vật được phỏng vấn trên các phương tiện truyền thông của gần 30 quốc gia, bởi ông đã tạo nên thương hiệu nổi tiếng Courage English và Courage Channel. Lý Dương cũng giống như những người trẻ tuổi khác, cũng đã từng e ngại, không dám nói chuyện, nhưng nhờ sự kiên trì vượt qua khó khăn, tích cực học tập, ông đã có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Nói chuyện cần có dũng khí. Mọi người ai cũng có tâm lý lo lắng, e ngại khi nói chuyện, đặc biệt là những người trẻ tuổi mới bước chân vào xã hội. Họ không can đảm nói lên suy nghĩ của mình với người khác. Họ luôn sợ mình nói không hay, sẽ bị người khác chê cười, sợ nói sai, làm sai. Do đó, muốn thành công trong xã giao thì phải dám nói ra suy nghĩ, nuôi dưỡng sự tự tin cho bản thân. Trong trường hợp này, dùng phương pháp trị liệu tâm lý để vượt qua chướng ngại tâm lý là cách hiệu quả nhất. Bạn có thể dùng phương pháp tác động tâm lý để thả lỏng mình, phải khiến cho tâm lý quay trở về đúng vị trí ban đầu. Có được dũng khí, bạn sẽ không sợ đối diện với bất kỳ ai, dũng cảm nói ra suy nghĩ, rèn luyện và dần dần tích lũy kỹ năng cũng như kinh nghiệm giao tiếp. Về việc khắc phục tâm lý e ngại và lo lắng khi phải nói chuyện trước đám đông, Ranije là người có rất nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm cơ bản nhất mà chúng ta có thể học được từ ông ấy là hãy giả sử những người nghe đang vay tiền của bạn và đang xin bạn cho khất nợ thêm vài ngày, bạn là người có quyền quyết định, bạn không cần phải sợ họ. Phương thức tác động tâm lý cũng có thể nuôi dưỡng sự tự tin của một người. Sự tự tin là một dạng ý chí tin tưởng vào năng lực của mình. Con người có lúc nói ra những điều không hay, đó không phải là do thiếu khả năng mà là do không có đủ tự tin để nói hay. Nhân vô thập toàn, trên đời này không có ai là hoàn hảo, cũng không có ai là hoàn toàn vô dụng. Một, muốn chiến thắng được nỗi sợ hãi, sự lo lắng, e ngại khi giao tiếp, thì ngoài dũng khí ra, chúng ta còn phải nắm được một số phương thức tác động tâm lý sau đây. Không nên nói những từ như dù sao, dù thế nào. Phải tự tin, dùng câu khẳng định để miêu tả sự vật. Nếu phát hiện bản thân có dấu hiệu e ngại, phải lập tức xóa bỏ tâm lý đó. Nếu không chắc về điều gì thì không nên nói, hoặc nói giản lược, dùng cách nói khác để thay thế. Cụ thể hóa các vấn đề trừu tượng, lấy dẫn chứng cụ thể. Khi không tự tin giải quyết việc gì thì hãy gác lại để làm sao. Dù là chuyện gì cũng phải nghĩ đến kết quả tệ nhất sẽ như thế nào. Tự nhắc nhở bản thân, không có việc gì khó. Không nghĩ tới những điều bi quan, không buồn phiền. Hãy tìm tới một nơi yên tĩnh để bình tâm lại. Khi thất bại, tìm một người bạn biết lắng nghe để chia sẻ. Viết ra những điều khiến bạn căng thẳng ra một tờ giấy, sau đó đốt đi. Khi mọi chuyện không thuận lợi, nên bình tĩnh giải quyết từng sự việc. Phải tin tưởng lời mình nói ra là đúng. Hãy nói to như Lý Dương. Trong cuộc sống,
Có rất nhiều người trẻ tuổi không dám nói chuyện to do e ngại và do tính cách hướng nội. Bởi vậy, họ sẽ dễ dàng đánh mất đi những thứ vốn thuộc về mình. Nói to là phương pháp tốt nhất để rèn luyện sự tự tin, có thể giúp bạn giành được thành công. Lý Dương không phải một thiên tài tiếng Anh bẩm sinh. Khi còn nhỏ, Lý Dương cũng rất bình thường, thậm chí sống hơi hướng nội, e ngại, không dám gặp người lạ, không dám nghe điện thoại, không dám đi xem phim, còn không dám nói ra khi gặp sự cố trong lúc điều trị bệnh. Khi sắp kết thúc học kỳ của năm thứ hai đại học, Lý Dương không thể thi qua tới 13 môn học. Ông cảm thấy rất xấu hổ, tự nói với mình phải thoát ra khỏi cuộc sống u ám đó. Ông đã lựa chọn tiếng Anh để thay đổi cuộc sống mình. Hạ quyết tâm sẽ thi đỗ cuộc thi Anh ngữ quốc gia trong vòng 4 tháng. Lý Dương khi đó cũng giống như những người khác, bắt đầu với rất nhiều khó khăn. Một lần rất tình cờ, Lý Dương phát hiện nếu đọc tiếng Anh thật to thì sẽ có thể tập trung cao độ. Vì thế, mỗi ngày ông đều tới một khu đất trống trong vườn trường để đọc to những bài luận tiếng Anh cho tới khi luyện tập nhuần nhuyễn mới thôi. Mười mấy ngày sau, Lý Dương tới lớp học tiếng Anh. Những người bạn đã rất ngạc nhiên và nói rằng: Lý Dương, cậu nói tiếng Anh nghe hay hơn nhiều rồi. Câu nói đó đã làm Lý Dương bừng tỉnh. Ông nghĩ cách đọc thật to như vậy có lẽ là một phương pháp hay để học tiếng Anh. Để tránh bỏ cuộc giữa chừng, Lý Dương đã hẹn một người bạn học chăm chỉ nhất lớp cùng đọc tiếng Anh vào mỗi buổi trưa. Tại trường Đại học Lan Châu, Lý Dương và người bạn của ông đã kiên trì đọc tiếng Anh mỗi ngày từ mùa đông năm 1987 đến mùa xuân năm 1988. Mỗi ngày, Lý Dương đều để trong túi áo đầy những mẫu giấy ghi lại các câu tiếng Anh. Cứ có thời gian là ông lại lấy chúng ra đọc. Từ lớp học đến nhà ăn, Lý Dương đọc không ngừng nghỉ. 4 tháng sau, Lý Dương đã nói lưu loát, khả năng nghe cũng tốt hơn và phản ứng ngôn ngữ không còn chậm chạp nữa. Trong cuộc thi tiếng Anh năm đó, Lý Dương chỉ mất có 50 phút để làm bài thi. Hơn nữa, ông còn giành thành tích cao thứ hai toàn trường. Người có thành tích cao nhất của nửa năm sau đó đã tham gia lớp học khẩu ngữ do Lý Dương giảng dạy. Thành công đầu đời đã giúp Lý Dương có được những bước phát triển mạnh về sau. Ông phát hiện bản thân đã bắt đầu có sự thay đổi. Những điểm yếu trong tính cách như hướng nội, tự ti, e dè đã dần mất đi trong quá trình học tập. Khả năng tập trung của Lý Dương trở nên mạnh mẽ hơn, trí nhớ sâu sắc hơn. Ông dần có được sự tự tin. Ông nghĩ phương pháp này đã giúp ông thành công. Vậy tại sao lại không tổng kết, đúc rút nó thành một phương pháp hệ thống, sau đó truyền kinh nghiệm cho những người khác cùng học tập và chinh phục tiếng Anh? Một Lý Dương sống hướng nội đã quyết định tạo ra đột phá. Ông sẽ tổ chức diễn thuyết. Ông đã nhờ các bạn của mình viết tờ rơi quảng cáo với nội dung: có một chàng trai tên là Lý Dương. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm học tiếng Anh và hy vọng được chia sẻ với mọi người. Khoảng 1 đến 2 giờ trước khi bắt đầu buổi diễn thuyết, Lý Dương còn sợ rằng ông sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng khi được bạn bè cổ vũ, ông đã can đảm bước lên, bắt đầu bài diễn thuyết đầu tiên trong cuộc đời mình. Đây chính là câu chuyện của Lý Dương, một người luôn tự ti, e dè, sống khép kín, trải qua quá trình rèn luyện để trở nên tự tin, dám nói và đạt được thành công. Mặc dù Lý Dương rèn luyện là để nói tốt tiếng Anh, nhưng ý nghĩa và kết quả thì không khác so với việc rèn luyện khả năng nói. Bạn cũng có thể luyện nói trong phòng riêng hoặc tại những nơi vắng người. Nếu quyết tâm, bạn nhất định sẽ thành công. Cảm ơn Hồng Nhan, mình sẽ đọc tiếp. Dùng giọng nói để tạo ra sự thu hút trong giao tiếp. Giọng nói, ngữ điệu, nói chuyện của một người đều mang đến những cảm nhận khác nhau cho người nghe. Khi bạn tức giận, ngạc nhiên, nghi ngờ, xúc động, ngữ điệu mà bạn thể hiện cũng không giống lúc bình thường.
Cao độ của giọng nói cũng không giống nhau. Người ta thường dựa vào giọng nói, ngữ điệu nói của một người để phán đoán xem người đó có được mọi người yêu mến hay không. Do đó, ngữ điệu, giọng nói và cách sử dụng ngôn ngữ là nhân tố quan trọng trong giao tiếp. Sử dụng ngôn ngữ điệu mềm mại, sử dụng ngữ điệu mềm mại. Có câu, một câu nói có thể khiến người ta cười, cũng có thể khiến người ta phiền não. Những câu nói có thể khiến người khác cười thường rất ngọt ngào và êm ái. Từ cổ chí kim, việc ăn nói nhẹ nhàng luôn được coi là một đức tính đẹp. Sử dụng ngôn ngữ từ nhẹ nhàng, mềm mại trong giao tiếp sẽ được coi là cách thức tuyệt vời nhất. Cách sử dụng ngôn ngữ êm ái là điều mà mỗi người trẻ tuổi nên học. Trong xã hội mà áp lực cạnh tranh cao như ngày nay, những người trẻ tuổi thường rất nhiệt huyết, nhưng đôi khi lại không biết kiên nhẫn. Ngôn ngữ khi nói chuyện thường rất khô cứng, như vậy sẽ khiến người nghe khó chấp nhận, làm giảm tính hiệu quả của giao tiếp. Ngược lại, ngữ điệu mềm mại, ngôn ngữ xúc tích, cách nói nhẹ nhàng sẽ khiến đối phương cảm thấy gần gũi, thân thiện. Cuộc nói chuyện sẽ diễn ra thuận lợi và có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ. Những người trẻ tuổi nên chú ý tới điều này, đặc biệt là những người làm công việc tiếp thị bán hàng. Đặc biệt là những người làm công thị tiếp thị bán hàng. Một nhân viên bán hàng điện gia dụng gặp một nữ khách hàng kỹ tính. Người khách hàng này xem xét mọi thứ rất kỹ lưỡng, đã gần một nửa giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa chọn được gì. Do có quá nhiều khách hàng nên nhân viên bán hàng buộc phải rời đi để tư vấn cho khách hàng khác. Vị khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên đã lên tiếng chỉ trích. Thái độ phục vụ của các anh kiểu gì vậy? Không thấy tôi đến trước hay sao? Hãy mau tới và tư vấn giúp tôi đang vội. Sau khi nói chuyện với các khách hàng, người nhân viên lên tiếng, mong cô tha lỗi, công việc của chúng tôi là quá bận rộn nên đã không phục vụ chu đáo, phiền cô phải chờ lâu. Thái độ nhã nhặn của nhân viên bán hàng và sự mềm mại trong lời nói đã khiến vị khách hàng lữ phải đỏ mặt xấu hổ và thay đổi thái độ. Tôi cũng hơi quá, mong anh bỏ qua. Người khách hàng nữ cảm thấy như mình bị bỏ rơi nên rất bức xúc. Nếu nhân viên bán hàng đôi co với khách hàng thì hiệu quả nhất định sẽ rất tệ. Thực tế, có lý thì không cần phải lên giọng, không cần phải nói ra để phân biệt đúng sai rõ ràng. Chỉ cần nói với thái độ tôn trọng, khoan dung và thấu hiểu thì tự bản thân lời nói đã có sức cảm hóa, khiến đối phương thay đổi tâm lý và để sự việc phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Sử dụng kính ngữ với cách nói lễ độ, sử dụng từ trung tính với ngữ khí nhẹ nhàng chính là một nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp. Học nói vừa đủ nghe, học nói vừa đủ nghe. Khi nói chuyện với khách hàng, bạn nhất định phải chú ý kiểm soát cao độ giọng nói, bởi nói sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của bạn. Trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như trên đường đông người qua lại hay các công xưởng, các nhà máy móc hoạt động, bạn không thể không nói to, nhưng bình thường thì bạn không cần thiết phải nói to. Hãy thử tưởng tượng trong một quán cà phê yên tĩnh hay trong một không gian công viên tĩnh lặng, chắc chắn không nên nói quá to. Có một số người để thu hút sự chú ý của người khác khi nói chuyện thường cố ý nâng cao độ giọng nói. Thực tế, tầm ảnh hưởng của ngôn ngữ hoàn toàn không liên quan tới âm lượng to nhỏ của lời nói. Nói to không có nghĩa là bạn sẽ thuyết phục được người khác, mà ngược lại còn khiến người khác sẽ ghét giọng nói, thậm chí ghét chính con người bạn. Giọng nói to nhỏ cũng giống như âm điệu cao thấp, đều có những phạm vi nhất định. Bạn hãy nói thử và tự bản thân xác định xem âm lượng thế nào sẽ khiến người nghe thấy dễ chịu và dễ chấp nhận nhất. Lily là ứng cử viên sáng giá, có giá cho chức giám đốc của một công ty quảng cáo. Cô ấy rất quan tâm tới vấn đề tiếp thị khách hàng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác giải quyết rắc rối.
Thế nhưng giọng nói của Lily lại rất khó nghe. Giọng mỏng đanh giống như tiếng hét của một bé gái. Ông chủ của Lily nói, tôi rất muốn nâng đỡ cô ấy, nhưng giọng nói của cô ấy thực sự không thể chấp nhận nổi. Nếu khiến nó khiến người đối diện cảm thấy cô ấy không chân thành, tôi bắt buộc phải tìm một người khác có giọng nói hay hơn để đảm nhận chức vụ này. Rõ ràng Nini đã bị mất đi cơ hội thăng tiến do âm lượng giọng nói không phù hợp với mình. Nếu như khi nói chuyện, Lily có thể kiểm soát cao độ giọng nói của nói cho phù hợp với tình hình thực tế, thì cô ấy đã thành công. Vậy làm thế nào để được giọng nói dễ nghe? Câu trả lời là bạn cần phải luyện tập. Bước thứ nhất là luyện hơi. Hơi là động lực để con người phát ra tiếng nói. Hơi mạnh hay yếu do ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng phát âm. Do đó, muốn có giọng nói hay, trước tiên cần phải luyện hơi. Luyện hơi bao gồm hít và thở ra. Hít vào. Khi hít thở, cần phải hít thật sâu, hóp bụng và hít khí vào căng lồng ngực. Nhưng khi cần phải chú ý, khi hít và không được lưng vai lên. Thở ra thật chậm. Dần dần đẩy khí vừa hít vào ra cơ thể ra ngoài. Khi thở ra, hai hàm răng khép lại để không khí từ từ thoát ra qua các kẽ răng. Phải thở ra thật chậm và lâu mới có thể đạt hiệu quả tốt nhất. Khi luyện tập hít thở, phải thật kiên trì để có được kết quả tốt. Bước thứ hai, luyện thanh. Trước khi luyện thanh, đầu tiên phải thả lỏng thanh đới, khởi động bằng những âm nhỏ nhẹ, êm ái. Lúc mới bắt đầu tập, tuyệt đối không được hét to ngay, bởi như vậy sẽ làm hỏng hoặc khiến dây thanh bị tổn thương. Các ca sĩ hay diễn viên kịch khi luyện thanh thường bắt đầu dần dần từng bước từ thấp đến cao. Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cho dây thanh, tiếp theo sẽ là chuẩn bị cho miệng. Không thể coi nhẹ tác dụng của miệng. Một người có giọng nói hay hay không phụ thuộc rất nhiều vào miệng. Sau đây là một số bài tập cơ bản. 1. Hoạt động cơ mặt bằng cách há ngậm miệng. Đây là bước chuẩn bị cho hoạt động cơ mặt trong quá trình luyện thanh. 2. Luyện mũi và vòng họng. Cơ thể thể hiện bằng cách bắt chước tiếng vịt kêu. Thế nhưng khi nói chuyện, chúng ta phải chú ý không nên liên tục sử dụng giọng mũi bởi nó rất dễ gây phản cảm. 3. Luyện nhả chữ. Mới nghe thì nhả chữ và phát âm có vẻ liên quan tới nhau, nhưng thực tế chúng quan hệ rất mật thiết bởi muốn nó tròn và vành rõ chữ thì nhất định phải nhả chữ rõ ràng, tròn trịa. Nhưng những phương pháp trên có thể giúp bạn luyện giọng, nhưng khi luyện tập cần chú ý buổi sáng mới ngủ dậy, không nên luyện ngoài trời bởi có thể sẽ làm tổn thương dây thanh, đặc biệt là khi nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch quá cao, không khí lạnh đột ngột sẽ ảnh hưởng tới, không tốt tới dây thanh. Nói phải có tiết tấu, tốc độ thích hợp. Tiết tấu là gì? Tiết tấu nói là gì? Chính là sự thay đổi âm lượng mang mạnh yếu được hình thành trong quá trình nói do cách ngắt nghỉ kết hợp với tốc độ nhanh chậm. Trong cuộc sống, có rất nhiều người khi nói thường không để ý tới tiết tấu và tốc độ. Cho dù là lời nói chuyện gì cũng chỉ có một ngữ điệu và tốc độ nói lên đơn điệu, nhàm chán. Do đó, nắm được tiết tấu và tốc độ là điều quan trọng để có thể nói chuyện hay. Tiết tấu của ngôn ngữ không phải luôn nhất quán mà có sự khác biệt trong từng chủ đề nói, cũng giống như tiết tấu của cơ thể và văn xuôi. Hai điều này rất khác biệt. Sự khác nhau đó được tạo lên bởi cách đọc theo quy tắc không và không theo quy tắc. Thơ ca luôn có trọng âm, trong khi tiết tấu văn xuôi lại thay đổi theo cảm xúc. Nói chuyện cũng vậy,
nhất định phải điều chỉnh tiết tấu sao cho phù hợp với chủ đề và hoàn cảnh. Như vậy thì mới có thể thu hút được người nghe. Tương tự như vậy, đối với tốc độ nói, cho dù chuyện gì, nếu nói quá nhanh sẽ khiến người nghe có tâm lý căng thẳng và lo lắng. Khi không chỉ vậy, bạn sẽ không thể nói rõ ràng và người khác sẽ không thể hiểu bạn muốn truyền đạt nội dung gì. Còn nếu nói quá chậm, người nghe sẽ dễ cảm thấy nhàm chán và không bị thu hút. Do đó, hãy cố gắng điều chỉnh tiết tấu và tốc độ nói phù hợp, thay đổi theo tình huống cụ thể để giọng nói của bạn có âm điệu thu hút người đối diện. Hay nói để người khác hiểu. Trong giao tiếp và trong cuộc sống hàng ngày, việc lỡ lời là điều khó tránh khỏi. Có rất nhiều nguyên nhân gây lỡ lời, như nguyên nhân cơ bản nhất là do mục đích thiếu rõ ràng, lời nói ra khiến người khác không thể hiểu. Nói chuyện không chỉ là một cách nhu cầu xã giao, cũng không chỉ để mọi người quen biết và hiểu nhau, mà còn là cách để chúng ta truyền đạt ý thức và tư tưởng. Vì vậy, khi nói chuyện, điều đầu tiên phải xác định rõ mục đích, nói rõ ràng để người đối diện nghe và hiểu. Tại sao cần phải nói chuyện? Truyền đạt thông tin hoặc tri thức, ví dụ như dạy học, đưa tin, giới thiệu sản phẩm. Thu hút sự chú ý và hứng thú của người khác, trò chuyện phần nhiều đều xuất phát từ những mục đích xã giao hoặc để tiếp xúc và giao tiếp với mọi người, để khẳng định sự tồn tại của bản thân hoặc để làm vui lòng người khác. Ví dụ như chào hỏi, chúc mừng, đặt câu hỏi, hướng dẫn du lịch, thuyết trình, dẫn chương trình, khuyến khích hoặc cổ vũ, củng cố niềm tin, động viên tinh thần, đôi lúc có yêu cầu cả hành động phản ứng. Ví dụ như tán dương, tuyên truyền quảng cáo, đàm phán, yêu cầu, phỏng vấn xin việc, diễn thuyết trong các buổi lễ tốt nghiệp hay kỷ niệm, phát biểu trong hoạt động chúc mừng. Giành được niềm tin và sự thấu hiểu, ví dụ như tâm sự, tìm kiếm sự ủng hộ, trò chuyện tình yêu, chủ yếu nhằm mục đích giao lưu tình cảm, tăng cường hữu nghị và làm bền chặt mối quan hệ. Thuyết phục hoặc khuyên nhủ như đàm phán, phê bình, biện hộ, diễn thuyết tranh cử hoặc đưa ra ý kiến nhằm mục đích thay đổi quan niệm của người đối diện hoặc ngăn cản họ làm điều gì đó. Tuân thủ các nguyên tắc giao tiếp, hiểu rõ các mục đích giao tiếp là điều kiện đầu tiên để đạt được thành công. Có mục đích rõ ràng, việc nói chuyện, xã giao sẽ đạt được hiệu quả tốt đẹp, thậm chí còn có thể giúp được người nói vượt qua khó khăn, rắc rối. Chỉ có thể hiểu rõ mục đích thì chúng ta mới biết được phải chuẩn bị tư liệu và đề tài gì. Phải dùng cách nói thế nào với những kỹ năng gì trong cuộc trò chuyện. Còn nếu không xác định rõ mục đích, cho dù có nói năng lưu loát, người đối diện cũng sẽ không thể hiểu bạn đang muốn truyền đạt nội dung gì. Do đó, trước mỗi lần mở lời, mọi người nên tự hỏi mình, tại sao lại phải nói như vậy? Mình muốn diễn đạt điều gì? Tại sao phải nói? Hãy đoán trước những kết quả tốt đẹp, lấy đó là mục tiêu để cố gắng. Ngôn ngữ diễn đạt phải rõ ràng. Xã hội ngày nay phát triển rất nhanh, có nhiều điều tốt đẹp để những người trẻ tuổi theo đuổi, đặc biệt trong lĩnh vực ngôn ngữ. Thời đại phổ cập Internet đó là nơi ra đời của rất nhiều từ nóng mới thông tin, từ nóng mới thông dụng trong giới trẻ. Thậm chí có cả những từ và chữ mới. Khi trò chuyện trên mạng, mọi người thường dùng những từ này, tuy nhiên chúng lại không phải ngôn ngữ được sử dụng trong sách vở, nên không thể dùng bừa bãi. Trong một số sự kiện quan trọng, hoặc khi phải nói chuyện với lãnh đạo hay người lớn tuổi, thì không nên sử dụng những từ nóng để tránh khiến người đối diện không hiểu bạn đang nói gì và dễ gây hiểu nhầm. Ở đây cũng không thể không nhắc đến từ địa phương,
Mặc dù thanh niên ngày nay đều biết nói tiếng phổ thông và ít dùng ngôn ngữ địa phương, nhưng vẫn có những bạn sinh viên mới ra trường hoặc những người mới từ nông thôn ra thành phố lập nghiệp còn sử dụng nhiều từ địa phương. Ông bố vợ người Quảng vào thăm con gái lấy chồng ở Sài Gòn. Một hôm nói với chàng rể, ngày mai con đưa ba đi sở thú chơi nhé. Người con rể bận công chuyện nên trả lời, mai ạ, con kẹt, ba bảo với vợ con đưa đi. Ông tức thì người bố vợ hùng hổ, tổ cha mày, mày không đưa tao đi thì thôi, tại sao lại chửi tao? Thì ra, con kẹt của người miền Nam lại là tiếng chửi thề của người Quảng. Như vậy, khi nói chuyện nhất định phải nói rõ, chính xác, họ học nói tiếng phổ thông, dùng từ rõ ràng để người đối diện có thể hiểu hơn lời bạn nói. Giao tiếp hơn, giao tiếp hợp hoàn cảnh, địa vị. Trong giao tiếp, nếu muốn truyền đạt thông tin thành công để người khác chấp nhận bạn thì nhất định phải vận dụng kỹ năng ngôn ngữ, mở lời đúng lúc và nói đúng lúc. Chú ý đến hoàn cảnh nói và địa vị bản thân. Nhà văn Diệp Tháo Thánh Đào đã từng nói, kỹ năng quan trọng nhất là lựa chọn đúng thời điểm để nói nên thành ý. Có thể thấy, điểm căn bản của kỹ năng ngôn ngữ nằm ở chỗ lựa chọn đúng cách nói và đúng thời điểm thích hợp. Nếu như bạn không chú ý tới hoàn cảnh, địa vị, chỉ tìm cách thể hiện mình, nói năng bừa bãi thì hiệu quả sẽ rất khó lường. Việc phải tích lũy kinh nghiệm trong thời gian dài cho chúng ta thấy lý do tại sao kỹ năng ngôn ngữ chỉ được con người vận dụng khi đã dần quen. Đó là bởi có tính ổn định. Chỉ cần vận dụng hợp hoàn cảnh thì kỹ năng ngôn ngữ sẽ giúp chúng ta nâng cao khả năng giao tiếp và sức hút. Một vị cán bộ cao tuổi chuẩn bị về hưu sau hàng chục năm làm việc vất vả ở một cơ quan. Đơn vị công tác quyết định tổ chức lễ chia tay. Ông cùng một cán bộ khác đã từng nhiều lần được nhận danh hiệu nhân viên ưu tú. Lãnh đạo và đồng nghiệp tham gia buổi tiệc đều hết lời khen ngợi những thành tích trong công việc và cách đối nhân xử thế của họ. Đương nhiên, người đã nhiều lần có danh hiệu nhân viên ưu tú nhận được nhiều lời khen ngợi hơn. Khi đến lượt hai cán bộ về hưu phát biểu, họ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của mọi người. Không khí của buổi lễ trở nên vô cùng xúc động. Để bày tỏ sự cảm ơn, đáng lẽ chỉ nên nói đến đây, nhưng sau đó, người cán bộ cảm thấy tự ti khi thấy người đồng nghiệp có còn lại nhận được nhiều lời khen. Ông tiếp tục phát biểu. Nói đến nhân viên ưu tú, rất tiếc tôi chưa từng một lần. Nói đến đây, một cán bộ trẻ tuổi ngồi phía đối diện, người thường ngày vốn không hợp với ông đã cất lời. Không, đó là do lỗi của cháu, chứ không phải do chú đã làm việc không tốt. Chúng cháu chưa bao giờ nhắc đến tên chú. Câu tự trách này của người cán bộ trẻ đã khiến các đồng nghiệp nhìn vị cán bộ già sắp về hưu bằng ánh mắt thương cảm. Bỗng chốc không khí trong hội trường trùng xuống. Trước tình huống này, một vị lãnh đạo đã quyết định sẽ phá tan bầu không khí căng thẳng. Vào thời điểm đó, ông nên tránh nói đến chủ đề nhạy cảm về nhân viên ưu tú, mà nên nói đến những chủ đề khác. Tuy nhiên, vị lãnh đạo lại lập tức động viên người cán bộ sắp về hưu. Ông nói ông không nên quá để ý tới vấn đề ưu tú hay không, bởi không đạt được danh hiệu không phải là do thiếu năng lực, mà quan trọng là thực tế công việc. Vị lãnh đạo đã nhắc lại và nhấn mạnh vào vấn đề mà nhẽ ra không nên nói đến nữa, khiến cho không khí trong hội trường đã căng thẳng lại càng trở lên căng thẳng hơn. Câu chuyện trên đây là một ví dụ điển hình cho việc nói mà không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Tất cả các nhân viên đều không biết cách nói, do đó khi nói chuyện nhất định phải chú ý tới hoàn cảnh và cách thức một cách sơ nói
Một câu nói sai, một câu nói đỡ lời không đúng sẽ gây ra càng nhiều mâu thuẫn hơn. Uyên xin dùng đến đây ạ. Xin cảm ơn hai bạn đã đọc sách. Sau đây là Chiếp Hồng Nhan chia sẻ ý kiến của mình nhé. Lại có một ngày. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Đọc cái này thì em lại nhận ra được là mình phải học, kể cả học nói mà học rất là nhiều, mà phải phân biệt cả là địa điểm rồi vị trí rồi phải là nhiều thứ ấy. Cái gì cũng phải học cả. Và em thích cái chỗ là nhân vô thập toàn, ai cũng vậy, cũng phải đều phải học hỏi, chứ không phải là tự nhiên mà mới sinh ra mà mình đã nói, mình đã có được cái cách nói chuyện để mà thu hút mọi người. Nếu như mà sinh ra mà nói được như thế thì chắc là cũng là thiên tài gì đó từ trong bụng mẹ. Và em thích nhất cái đoạn của sếp Huyên đọc, xem chị Huyên đọc là cái ngôn ngữ địa phương ấy. Đọc đến đoạn đó thì em lại buồn cười là tại vì trong cái quá trình mà mình sang Hàn á, mình giao tiếp được nhiều người miền Bắc hơn á, thì mình nói hỏi cứ hỏi là cái từ đó là cái từ gì. Có một lần em nói với một chị bạn là ôi ơi chị đẹp như thế là em không có khoái rồi đó. Nhưng mà từ khoái có nghĩa là từ thích của người mình dùng nhiều hơn. Cái từ khoái thì nó địa phương hơn. Chị nói ôi từ khoái là từ gì vậy mày? Thì mình bắt đầu mình mới giải thích nữa, thì mình mới học được thêm một cái nữa là mình phải dùng đúng từ với cái dùng miền của họ, hoặc là cái từ từ phổ thông á, thì người ta mới hiểu được. Và từ khi mà tham gia công ty thì em học được nhiều cái ngôn ngữ với cách nói chuyện của các chị á, thì em cảm thấy là mình còn phải học và dùng cái từ phổ thông là nó sẽ nhiều hơn cái từ địa phương, tại vì sẽ có nhiều người không hiểu, và mình học được rất là nhiều thứ. Cảm ơn các chị. Cảm ơn chị Hồng Nhan, cảm ơn Hồng Nhan rất nhiều. Mấy Huyền xin tiếp lời Hồng Nhan. Thì trong cái phần này đọc, mấy Huyền vừa đọc vừa buồn cười, Huyền thấy rằng là tại vì thực ra là Huyền không biết cách lấy hơi, không biết cách lấy hơi, và cũng như mình sử dụng cái hơi mũi của mình cũng rất là nhiều. Nên là chị Huyền Anh nhá, thì chị học qua về cái khoa nhạc á, thì chị người những cái người mà ca hát thì thường là họ biết cách lấy hơi này, họ biết cách làm thế nào, nói thế nào để dừng nghỉ cho nó đúng cách, nó không mệt. Thì chị có nói với nghe em nói, nghe em đọc mà chị muốn là kiểu đứt hơi ấy. Tức là mình không biết cách lấy hơi và dừng như thế nào. Nghe em đọc em nói chị mệt lắm. Mình không cảm nhận được. Nhưng mà tại sao mà Kim Phượng này bảo chúng ta là thường là live stream ở trong cái phòng team yêu sách của chúng ta ấy. Đầu tiên là chúng ta giống như Lý Dương ấy, là chúng ta phải biết cách là chúng ta phải tập đọc, phải đọc to lên, đọc bằng mắt. Thì ví dụ như những cái người muốn đọc bằng mắt ấy, những người mà quen đọc bằng mắt để tập trung ấy, thì có thể đọc được. Nhưng nếu mà muốn này, mở cái khẩu hình của mình ấy, để luyện giọng các thứ, thì chúng ta phải đọc to. Đọc to lên và để chúng ta mới luyện được, chứ bình thường chúng ta nhìn mắt thì chúng ta đâu phải đọc được cái cơ miệng cơ mặt của chúng ta đâu. Nên đọc được rất là nhiều. Và thứ hai là hay nói ngọng, và nói lắm lúc là phát âm nó không chuẩn. Mình đọc cái phần này cũng vậy, là mình chưa biết cách phát âm. Và đặc biệt cái phần đoạn cuối mình đọc ấy là mình cũng khi mà mình nói thì mình không nên nói một cách tùy tiện, và mình cũng muốn là tạo cái bầu không khí, nhưng mà mình phải biết được cái bầu không khí đó nó như thế nào, mình nên dùng cái từ gì. Đôi khi mình gọi là đổ dầu thêm lửa cũng lên, mình làm cho cái bầu không khí nó căng thẳng lên. Mình muốn là nó đỡ căng thẳng nhưng nó lại căng thẳng hơn, nên là cái lời nói rất là quan trọng, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đúng không ạ? Huyên xin dừng lại đây để nhường cho các chị em khác phát biểu. Sếp Thanh Thảo phát biểu hôm nào? Sếp Thanh Thảo. Hôm nay Hằng làm MC nhá, nên là thấy sếp Huyên nói rất là hay. Có khi nhường cho sếp Huyên làm MC nhỉ? Hôm nay nhà mình nhiều ngân nhỉ?
chàng mời những ấy những bạn mà mở mở camera trước. À, thế thì mời bạn Achinogoria này rồi. Chị không biết tên này. À, Thủy Thủy. Thủy Thủy, à Thủy. Rồi lâu lắm không được nghe phát biểu. Mở Bỏ mic mic lên từ Thủy ơi. Thủy tắt mic rồi. Em nói thật với các sếp là các sếp đang có trong tay những quyển sách để các sếp đọc. Em đi tìm sách thì không có, nhưng mà em thì rất là thông minh và em đã tìm được nó ở trên trên mạng như này để em đọc. Bởi vì thực ra là em hay đọc sách bằng internet hơn là đọc sách bằng bằng bằng, bằng sách dở dở. Bởi vì là nói chung là đọc này nó sẽ tiện hơn, và trong cái lúc mà em nghe hai sếp đọc á thì thực ra là em thấy rằng là đối với một người á là trong cái cách giao tiếp, cái đầu tiên mà tạo ấn tượng cho người đối diện của mình đầu tiên là cái sự giao tiếp, đầu tiên là khéo léo này, đúng không ạ? Và cái thứ hai là một cái mà em cảm thấy rằng là có lẽ là trong đội nhóm của mình á, đến thời điểm bây giờ em cũng đã nghe rất là nhiều các anh chị em đọc sách rồi. Ở mặc dù em không tham gia nhưng mà em đã nghe qua các anh chị em đọc sách trên live live stream này, nhưng mà em cảm giác giống như là mọi người chưa biết cách luyện được cái chất giọng của mình. Thì thực ra là đối với một người mà tức là cái những cái từ giao tiếp khéo léo không chưa đủ đâu ạ, và nói đúng hoàn cảnh, nói đúng cái thời điểm nó cũng chưa đủ đâu ạ, mà cái sự thuyết phục của người nghe đó là bằng cái chất giọng. Đôi khi các anh chị em đi ra ngoài gặp một người mà nói mà có một cái chất trầm ấm, và khi mà họ nói bằng những cái ngữ điệu khiến cho mình cảm thấy mình nghe mình được thuyết phục vào lòng người, và đặc biệt là cái nghề marketing của chúng ta thì cái việc mà giao tiếp sử dụng những ngôn ngữ ngôn từ hay đúng hợp lý thì chúng ta cần phải có một cái chất giọng gọi là chất giọng truyền cảm nữa. Thì trước đây là em có tham gia vào một cái lớp học về học truyền cảm của thầy Lê Chí Linh, và em đã về Hồ Chí Minh em học Lê Chí Linh, thì em có chia sẻ cho các anh chị em chúng ta cái cách mà để chúng ta có thể luyện được một cái chất giọng. Hôm nào em sẽ có em gửi cho các anh chị em, là trước đây em đã làm rất nhiều những cái video. Video ở đây là gì ạ? Tức là khi mà mình viết ra một cái câu chuyện của mình, sau đó là mình sẽ đọc lại, mình thu âm lại, mình ghép hình ảnh để mình giống như một cái kiểu giống như mình gây dựng ra một cái video để khiến cho nhiều người xem á. Thì trong đó là quá trình để mình có thể luyện thanh được. Và cái cách mà thầy Lê Chí Linh chia sẻ cho em về cái vấn đề luyện thanh đó là mỗi một buổi sáng chúng ta sẽ đứng ra, ví dụ như các anh chị em đang ở ở trong chung cư đúng không ạ, chúng ta sẽ đứng ở ngoài cái chỗ ban công của chúng mình á đó, và chúng ta sẽ hít hít tức là chúng ta hít để cho cái lồng ngực của chúng ta nó sẽ có rất là nhiều cái lượng không khí vào, tức là chúng ta tập hít để cho chúng ta có cái lượng không khí vào, và khi cái lượng không khí đó vào nó sẽ giúp cho chúng ta giãn các cái thanh quản của chúng ta ra, và ở đó chúng ta tập thuyết trình đó, tập thuyết trình ngày hôm nay chúng ta nói chưa tốt nhưng ngày mai chúng ta sẽ tốt, và chúng ta phải có cái cách làm sao để chúng ta ví dụ như ngày hôm nay anh chị em đọc xong một cuốn sách, anh chị em hãy viết lại một cái đoạn thuyết trình nhỏ, anh chị em học thuộc cái đoạn thuyết trình đó, và sau đó các anh chị em đứng ở ban công, đứng ở trước gương để các anh chị em luyện thanh lại cái thuyết trình đó. Thì em nghĩ rằng ngoài cái vấn đề để các anh chị em đọc một cuốn sách ra để các anh chị em hiểu được cái ý nghĩa của cái bài đó, thì các anh chị em lên ghi nhớ lại bằng cách là gì, viết lại, tức là cô đọng lại và để học thuộc nó rồi đấy, sau đó là các anh chị em sẽ tập đọc để làm sao cho nó truyền cảm. Và khi mà mình đọc truyền cảm rồi thì các anh chị em có thể làm những cái câu chuyện ngắn, các anh chị em đọc lại, ghi âm lại, sau đó là post lên lên trên cái Facebook của mình. Đôi khi những cái đó cũng sẽ là những cái để truyền cảm, thay vì các anh chị em cứ cầm một cuốn sách mà cứ đọc thao thao bất tuyệt như thế này. Thì những cái mà ví dụ như chẳng khi khi mà các anh chị em lên trên mạng để đọc một cuốn sách ấy, thì ví dụ như cái giọng của các anh chị em là giọng đọc truyền cảm thì sẽ khiến cho những người mà người ta lướt qua Facebook người ta sẽ dừng lại để người ta nghe, đúng không ạ? Ví dụ như những chị em nào mà có thể cô đọng lại được ấy, cô đọng lại cái ý nghĩa của cái sách đó để các anh chị em có thể làm ra một cái video, sau đó các anh chị em mình đọc bằng cái giọng truyền cảm, thì cái video nó ngắn thôi nhưng mà nó có ý nghĩa của tất cả những cái nội dung mà cái chương đó chúng ta đã đọc và chúng ta đăng lên trên Facebook như vậy, thì khi cũng giống như là một cái món quà ý nghĩa gửi đến cho những người mà đã xem Facebook của chúng ta đấy, họ nghe họ truyền cảm và tự dưng họ cảm thấy có cái hứng thú với những cái video mà chúng ta làm.
Thì trước đây là em đã có dành rất nhiều thời gian, thậm chí trước đây em chạy quảng cáo sản phẩm, em cũng tự chụp hình ảnh sản phẩm, sau đó em tự chạy quảng cáo sản phẩm, tự ghép hình, tự nói lên cái công dụng của sản phẩm bằng những cái giống như kiểu như là những cái video quảng cáo ấy. Đó là tất cả là đều tự thu âm, tự gây dựng hình ảnh, tự làm như thế hết. Đó, trước đây là em đã từng học được cái lớp đó của thầy Lê Chí Linh, cho nên là khi mà tức là cũng tại vì cũng lâu rồi em không học á, cho nên là cái chất giọng của em nó cũng sẽ không còn được truyền cảm giống như trước nữa đó. Nhưng mà tức là khi mà mình đọc một cuốn sách á thì cái chất giọng của mình nó rất là quan trọng đó. Quan trọng ở cái chỗ đó thì ngày hôm nay được tham gia vào cái lớp đọc sách như thế này thì em có một số cái ý kiến như vậy để giúp cho các anh chị em của chúng ta có thể tức là hoàn thiện hơn về cái vấn đề đọc sách và mang lại cái ý nghĩa nhiều hơn cho những người nghe, thay vì là cứ lên trên em thực ra là em không tham gia đâu, nhưng mà em có vào Facebook của từng anh chị em một, những cái giờ mà các anh chị em live stream đọc sách á là em có vào, em tức là em không xem được trực tiếp nhưng em sẽ xem lại, nhưng mà em thấy rằng là cái cách đọc của mình như thế nó sẽ không có sự hút 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 được những người khác, người ta vào người ta nghe. Nhưng tại sao có những người người ta cũng là một đọc một quyển sách nhưng mà người ta ghi âm lại cái giọng của người ta rất là hay đó. Ngoài cái đó ra thì chúng ta có thể truyền được cho tức là giống như một món quà ý nghĩa anh chị em ạ. Đầu tiên chúng ta phải trao đi cái giá trị đó, đúng không? Trao đi giá trị thì chúng ta sẽ có được nhiều người quan tâm đến mình hơn đó. Các anh chị em ở đây tạo cho nhau một cái môi trường về đọc sách rất là tốt, nhưng mà chỉ có đọc không và hiểu không với mình nó chưa mang lại cái ý nghĩa. Nhưng mà mình đọc, mình hiểu, mình cô đọng lại, mình tạo lên một cái giá trị, một cái món quà nào đó cho cộng đồng thì cái đó nó sẽ còn có ý nghĩa hơn. Đó. Thì trong cái bài giao tiếp này ngày hôm nay thì em thấy rằng là có rất nhiều cái để chúng ta cần phải thay đổi. Đầu tiên là chúng ta phải học những cái điều tốt để khi chúng ta nói đúng thời điểm, đúng văn cảnh, đúng không? Phải sử dụng đúng ngôn ngữ, và mà một cái quan trọng nhất đó là cái gì ạ? Là cái chất giọng của chúng ta, cái ngôn ngữ của chúng ta. Đôi khi chúng ta nói những cái từ rất là hay nhưng mà chúng ta dùng bằng một cái âm lượng nó không được đẹp thì đâm ra là cái lời nói của chúng ta nó cũng giảm đi những cái gọi là ý nghĩa của lời nói. Đó, đó là ngày hôm nay em có một cái tham gia như thế. Và thực sự là em cũng không có sách đâu, em đi tìm sách không có. Và em rất là Wow, may là tuyệt em vời tìm được ở quá. trên đây. Em tìm được ở trên chỗ này. Đó. Đó là cái chia sẻ của em. Em cảm ơn. Nói chung là một cái Ok, buổi quá đọc tuyệt sách nó vời cũng rất không? là ý nghĩa luôn. Cảm ơn tất cả các anh chị em. Cảm ơn em Thủy rất là nhiều bài lời chia sẻ cho chị em ta học hỏi rất là ý nghĩa mà. Rất là tuyệt, đọc sách không vẫn chưa đủ, mình phải rèn luyện từ âm điệu lời nói hàng bây giờ rất là tự ti vào cái còn đấy, nhưng nhờ cuốn sách này và qua em chia Thủy chia sẻ mình có ở trong đó rất là nhiều, là cái mình không thoát được ra, cái tiếng mình nó cứ chìm nghỉm chỗ này nó không thoát được cả, hoặc là tự dưng sao mà cái giọng mình nó cứ nịm đi, lúc lên thì lên quá to, lúc xuống xuống quá nhỏ, không là giọng nó tông nó không được đều, không được thăng bằng. Thế qua cái lời chia sẻ của em Thủy thấy nó rất là ý nghĩa, và có khi mình phải đứng ở ngoài bầu trời mình luyện, mình nói cho to cho thoát hết cái lồng ngực của mình ra, vỡ ra, nó cứ bị hụt hơi, hàng nói hàng hay bị hụt hơi đó. Như cái câu mình tiếp nối mình chia sẻ luôn qua cái lời chia sẻ của em Thủy, như cái câu nói là cho dù bạn có đọc bao nhiêu sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói thì bạn sẽ không bao giờ có thể thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Trang trang 21 thì mình chỉ đọc sách không nhưng mình không rèn luyện, đọc rõ là tràn lan nhưng mà mình không rèn luyện âm thanh của mình. Đó. Đọc rất nhiều sách về kỹ năng giao tiếp, nhưng nếu bạn không tìm cơ hội rèn luyện khả năng ăn nói thì bạn sẽ không bao giờ thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Thì qua cái lời chia sẻ của em Thủy mình thấy thật rất là thấm thía. Và qua cái anh Lý Dương này, anh Lý Dương anh đầu tiên anh chỉ mục đích là anh học tiếng Anh không thôi, anh học tiếng Anh để anh rèn luyện cái phát âm tiếng Anh và học giỏi tiếng Anh, nhưng nhờ cách rèn luyện nói to về tiếng Anh ấy thì anh lại rèn luyện được kỹ năng ăn nói, và sau đấy anh làm đi là sứ giả, là người đi truyền tải những kinh nghiệm về cách ăn nói hoặc là cách học tiếng Anh làm sao có phương pháp tốt nhất. Cảm ơn sếp cảm ơn tất cả các anh chị em. Sau đây em Hồng chia sẻ bài về bài trên sẻ này xem nào. Cảm ơn chị Huyên và Hồng Nhan đã đọc sách. Cảm ơn những lời phát biểu của chị Hằng và đồng Thủy. Thì ở trong đây thì ăn nói thì chúng ta có thể rèn luyện được đúng không ạ?
Nhưng em thấy là quan trọng nhất là không phải là mình nói nhiều hay là nói hay là nói hay đâu. Chỉ cần là mình lắng nghe. Mình lắng nghe, mình biết được bố cục của câu chuyện và mình nói đúng với cái chủ đề. Em thấy cái cuốn sách này nó rất là hay, em nghe rất là nhiều lần ở trên YouTube rồi. Tại vì là lúc trước là em cũng nói chuyện rất là dở và không biết được những cái câu từ hay đâu. Cũng không biết cái chất giọng mình luôn, nói chuyện ở trong miệng thôi, nói rất là nhỏ. Nên rất là nhiều người phản ánh rồi, nên em vào trong công ty của mình thì em đã luyện và nghe cái cuốn sách này đâu rất là nhiều lần rồi. Mỗi lần mà em đi tắm là em bật lên em nghe thôi. Em đi tắm hay là em trang điểm hay là em bật lên em nghe. Thì từ lúc mà em luyện tới bây giờ thì em cảm thấy em rất là, nói chung là được phát triển, cái giọng của em nó phát triển được nhiều hơn rồi. Cảm ơn cả nhà, nhường lại cho các chị nhé. Tuyệt vời, mỗi người một phương pháp đúng không nào? Nghe thật nhiều và đúc kết những câu từ, ngôn từ hay để mình nói cho chuẩn chỉnh thì cái lời nói của mình có ý nghĩa hơn. Sau đây là em Thảo, Thảo Soda. xin mời em. Ôi, cảm ơn các chị. Nghe chị Thủy góp ý kiến mà mình muốn tỉnh ngủ luôn. Họ nói câu nào thì chuẩn xác câu đấy. Em thấy cái việc tài ăn nói thì bây giờ là thực sự là rất là cần cho mọi tình huống luôn. Nhớ lại cách đây khoảng tầm 7 năm về trước, em có thi tham gia một cuộc thi người đẹp ấy. Thì cái thời điểm đó mình ở bên Hàn, mình về mình tham gia mình thi, thì ở quê mà em ở Nghệ An thì thành ra là ở đấy thì người ta toàn nói giọng địa phương thôi. Thì mình nghĩ rằng là mình đi nước ngoài nhưng mà mình về mình vẫn phải giữ cái chất quê của mình cơ. Lên phát biểu đúng giọng quê luôn. Xong rồi về đó cuối cùng bị cô em góp ý. À, mày chá mấy chứ mi đi mấy năm liên mà mi nói giọng rửa thì ai mà nghe được. Lên phát biểu giữa công chúng thì nói cho ra to chứ thì ai thì nói giọng địa phương. À, thì em mình nghĩ là cũng đúng nhỉ. Tại sao mình đi bao nhiêu năm bên đây mình nói giọng phổ thông mà tại sao mình về quê mình kiểu như là mình nghĩ là mình nói giọng phổ thông thì sợ người ta cười. Bảo là con này nó mất gốc ấy. Thế nhưng mà thực tế là khi mà đứng lên công chúng ấy thì chúng ta phải tốt nhất là nên dùng những cái từ phổ thông thật. Cái đấy là một cái bài học với em. Cho nên từ đấy trở đi là em đã cố gắng em tập cái giọng phổ thông để nói. Nhiều khi cũng cố để tập giọng miền Nam nữa đấy. Thế nhưng mà mình dùng miền Bắc nó vẫn quen hơn ấy. Thì bây giờ nhiều người họ cũng không biết em là người Nghệ An nếu như mà em nói đúng giọng của miền Bắc nhà mình ấy. Thì cái tài ăn nói với cả thêm một cái nữa, em nghĩ là mình nói dù có hay đến đâu đi chăng nữa mà mình không biết điểm dừng ấy thì nó cũng trở thành một cái câu chuyện dở trong mắt của người khác, nên là nói là phải biết điểm dừng. Cái đấy còn nhiều những cái ý khác thì các anh chị em cũng đã nói rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Tuyệt vời quá, xin cảm ơn em Thảo. Sau đây là mời cuối cùng là mời em Phượng. Dạ, em đây ạ. Câu chốt của chương trình đọc sách hôm nay. Vâng, cuốn sách này rất là ý nghĩa đúng không ạ? Rồi cảm ơn những lời góp ý của chị em mình nữa. Làm sao mà để cho cái thứ nhất là mình luyện giọng của mình này, thứ hai mà mình lại có ý nghĩa như là vừa chị Thủy vừa nói á, là mình cũng đang mang tính chất là cho mọi người thấy là mình cũng lớn lên mỗi ngày đúng không ạ? Nhưng mà mục đích của mình lại rõ ràng hơn nữa thì cũng hay này. Hôm nay chị Thủy góp ý thêm. Thì Phượng nghĩ đơn giản như là đúng, tất cả mọi thứ nó phải cần rèn luyện mà thành. Chứ không tự dưng mà Phượng cũng là một người trước kia rất là tự ti, rồi khép lép. Nhưng mà từ khi thật sự là đầu tiên mình nói nó sẽ rất là rõ. Mình người đôi khi mình nói chả ai người ta muốn nghe luôn ấy. Mà trong khi đó chị em mình lại là người đi giải quyết vấn đề. Nên là đôi khi mình nói cho mình để ý vào người khác, người ta đang có lắng nghe hay không. Hay cái giọng nói của mình thật sự người ta chỉ muốn gọi là đứng nhanh dậy và đi thôi. Để ý từng tí bắt đầu mình luyện. Luyện dần mình để ý và mình xem cái người nào mà họ hơn mình ấy, họ giỏi hơn mình về ăn nói ấy, thì mình lại gần họ để mình để ý xem cách họ nói chuyện, ngôn ngữ cơ thể của họ thể hiện như thế nào. Thì cứ như vậy dần dần thì luyện thì nó sẽ thành cả nhà. Là như anh Lý Dương này, anh luyện trong thời gian 4 tháng. Đó là anh ấy nói có nghĩa tất cả mọi thứ mình phải có mục đích rõ ràng đúng không ạ? Cũng như mình làm một công việc ACL chẳng hạn, hoặc là mình đọc sách, hoặc là tất cả mọi thứ mình làm cái gì mình có mục đích rõ ràng. Hoặc là khi mình giao tiếp với đối phương cũng thế, mục đích của mình hôm nay buổi nói chuyện là gì,
thì mình sẽ biết là mình sẽ chuẩn bị và mình sẽ nói những gì và mình sẽ hiểu được đối phương cần cái gì, đúng không ạ? Nên là mục đích rất là quan trọng. Thì đó, trong lúc mà đọc cái cuốn sách này, Phượng nghĩ nó rất là cần thiết cho tất cả chúng ta. Là mình làm sao để mình đọc rồi đó, nhưng quan trọng là mình lấy được gì từ ngày hôm nay này, và mình rút ra bài học gì, và mình áp dụng luôn vào trong thực tiễn luôn cả nhà nhé. Ok, cảm ơn cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người. Ôi, mỗi người đóng góp một ý kiến là rất là bổ ích. Hằng cũng đang giai đoạn là đang rèn luyện giọng ăn tiếng nói và tự tin hơn, cũng như y như Lý Dương á, đầu tiên tự ti phát biểu nói lăng lắp bắp lúng túng, bây giờ Hằng đang tình trạng đó. Hôm nay được em Huyên cho mình làm MC mà ăn nói kém như mình thì sao làm MC nhỏ, mọi người có thích nghe mình không, thực sự là rất là hồi hộp mà run đó. Nhưng phải làm thì mình mới vượt qua được cái chướng ngại vật đó, nếu không làm thì mãi mãi vẫn như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia chương trình đọc sách ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, rồi. Làm được mà. Rồi. Rồi, hay mà chị. Ta chụp ảnh nhé. Em mình ở đây không có ai chuyên nghiệp hết á. Nên là cứ làm đi rồi sẽ phải trở thành chuyên Châu nghiệp. Châu Huyên xin team cái nào. Cái, thật cái này tươi, là cảm ơn sếp Phượng nhà mình khởi xướng. Rồi, 2, 3. Phượng này nhìn xuống này. Cả sếp Hồng và sếp Thủy không có sách đọc bằng điện thoại kìa. Còn ở bên mình lúc đấy chị Diệp, còn ở bên lại nhá, lại một cái nhá. Lúc đấy bị nhìn xuống mất rồi. Chị Diệp là ai đó? Chị Diệp của giới sếp Hồng ở bên Đài Loan đấy. Tìm dụng hết rồi. Rồi là 2, 3. Từ từ tìm. Cười được rồi. người được tìm được không? Tìm được chị Diệp là ở bên Thủy ơi, mai lại tham gia nhá. Chị Diệp là ở bên Hàn. À, Diệp bên Hàn á? Bạn em giới thiệu vào. À, không phải là chị Diệp ở bên bên Đài Loan à? Đài Loan là hữu. À, hiểu rồi. Chị ta là nhờ, nhưng mà tại cái Facebook của chị là để là Diệp, nên là em nói là em gọi là Diệp. Tắt livestream đi sếp bên.